Nay vào một buổi chiều tầm 3 giờ, thời tiết rất là đẹp, cái nắng ấm của chiều mùa thu bác ạ. Hôm nay mời các bác cùng em khám phá chi tiết đôi mảnh chụp song sinh này các bác nhé. Lập lễ 01 và phả lễ 01, hai xã một làng. Mời các bác cùng em khám phá chi tiết. Em rất thích cặp đôi song sinh này bác ạ. Từ màu sơn cabin đến bóng, trang bị gần như là anh em sinh đôi luôn. Trông rất là đẹp. Đấy, anh em sinh đôi. Đấy, hai tàu này đã được đưa vào khai thác khoảng 1 năm các bác ạ. Mời các bác ngắm chiếc lập lễ 01 trước các bác nhé. Đây các bác nhìn kỹ này. Với là tầm 3 giờ chiều nước nổi. Bây giờ tầm 5 giờ chiều rồi các bác ạ. 5 giờ chiều rồi thì nước rút thì nhìn thấy con tàu nó cận cảnh hơn. Nhìn thấy cả lườn tàu nữa. Hai cặp sinh đôi. Đây chiếc này là chiếc phả lễ 01 các bác nhé. Hai xã một làng ấy. Em mời bác ngắm cận cảnh bên bên phải của tàu lập lễ 01 các bác nhé. Cặp song sinh trông rất là đẹp, cabin trắng màu xanh, em rất thích màu xanh này bác này. Như tàu sắt này phải chịu khó sơn liên tục thì những cái vết, ví dụ như những vết han như này sơn liên tục thì nó sẽ đẹp hơn, nóng hơn. Tàu này đưa vào khai thác được tầm 1 năm rồi, màu ganh hơi bạc bạc một chút này, nhiều chỗ hơi bị han. Chủ tàu phải lưu ý phải sơn vào liên tục thì nó mới đẹp. Đây là bên tiếp theo là bên bè phải của con phả lễ 01 các bác nhé. Cặp song sinh này tương đối giống nhau, có tàu này trang bị khoảng tầm 500 quả bóng. Chiếc lập lễ 01 kia cũng trang bị 500 quả bóng nhưng mà hơn một dàn đèn led nữa các bác này. Đây dàn đèn led đấy, cái các bác nhìn rõ đó. Cặp song sinh tàu này dài khoảng tầm 34 mét các bác nhé, ngang thì phải rộng tầm 7 mét, rất là hiện đại. Hai con này là đẹp nhất của lập lễ thủy nguyên Hải Phòng của em, chỉ nhỏ hơn tàu Hải Âu 01 một chút thôi, không đẹp bằng Hải Âu 01 thôi, nhưng mà em lại thích màu sơn xanh này hơn. Cặp song sinh mớn nổi bác này, 4m2, 3m, 3m2, 3m4, em xin lỗi. Mời bác cắm con tàu phả lễ 01 từ mũi tàu xuống thôi nhé. Con tàu này trị giá khoảng 22 tỷ bác ạ. Cặp song sinh này trị giá trị của lên khoảng tầm 45 tỷ một cặp này, chiếc lập lễ 01, chiếc phả lễ 01. Hai chiếc đã đưa vào sử dụng 1 năm. Đấy, các bác nhìn rõ chữ ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng để tài trợ cho con tàu này không? Cái con tàu này là tàu 67. Vay cũng khoảng tầm 22 tỷ thì nhà chỉ có tầm chục tỷ, vay lên tầm hơn chục tỷ. Theo như các bác thì các bác thích tàu vỏ gỗ hơn hay là thích tàu vỏ sắt hơn? Em thì vẫn thích kiểu truyền thống vỏ gỗ hơn các bác nhé. Đây tờ thủy lực lái các bác này, mọi neo vẫn còn tính đất. Đây là cây bóp lái. Chỗ em đang tắm
Tác nghiệp là ở mãi ngọn ganh này bác này, cao phết. Trồng những cây ganh rất là cứng chắc các bác ạ, nối liền vào Mã Lý này. Đấy. Đấy, các con xoay nào cũng được bảo vệ một lớp bảo vệ lớp dây an toàn ở ngoài. Ví dụ như có đất cái mắc xích kia thì vẫn còn một lớp dây bảo vệ ở ngoài, rất là an toàn. Tàu to làm thì bốc hàng một quán hơi mệt thôi, còn đâu ăn uống sinh hoạt tắm rửa thì thoải mái. Ở chỗ này nghe chủ tàu phải gõ ra sơn lại các bác này, nó bắt đầu nó có dấu hiệu han, mới đưa vào sử dụng 1 năm. Nào vệ sinh lại tí chắc lại ống như mới luôn bác ạ. Các chuyên gia đánh giá thì tàu vỏ sắt là phải lúc nào tay xách thùng sơn, nghĩa là phải han đâu sơn đó. Nó có dấu hiệu hơi chút lở lở này mình sơn luôn, sơn chống rỉ luôn nó mới không phá được. Hai tàu này là chủ tàu rất là kỹ tính các bác nhé, chắc là nước sau là anh em ra lại sơn đấy. Đây các bác nhìn này, cây ganh vuông này em nhìn thì em thấy cứng hơn ganh tròn nhiều các bác nhé, trông nó rất là cứng cáp. Đây các bác ạ, quay thêm em lập lễ 01 các bác nhé. Em phải lễ 01 quay hơi nhiều, cặp đôi song sinh mà quay em phải lễ 01 nhiều quá thì gọi là thiên vị. Trước khi về quay thêm em lập lễ 01 chút cho nó công bằng. Mà lập lễ 01 hôm nay đỗ view nó không được đẹp lắm. Cái gành bóp các bác nhìn này, bóp lái cờ đỏ sao vàng, niềm kiêu hãnh của Tổ quốc. Toàn cảnh con tàu nay chỉ ngắm sơ qua vẻ ngoài các bác nhé. Nào sẽ nếu các bác có nhu cầu em sẽ quay review chi tiết hầm máy này, các thiết bị. Các bác nhìn con thấy đẹp không? Tàu Hải Phòng quê em có đẹp không ạ? Đây, bên này là chiếc tàu vỏ gỗ của anh Diệu. Bên này là chiếc tàu vỏ gỗ mảnh chụp của chú Mon. Bên này là con thu mua các bác nhé.